Kinh văn. Ngài Phổ Quảng bạch rằng: Vâng Đức Thế Tôn, chúng con hoan hỷ muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: Trong đời vị lai, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33-100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Lược giảng. Ngài Phổ Quảng bạch với Đức Phật rằng: Dân bạch Đức Thế Tôn, chúng con hoan hỷ muốn được nghe. Hiện tại chúng con đều sẵn sàng vui mừng và lắng nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: Trong đời vị lai, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, tức kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và biết hành thập thiện, nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán. Người đó hoặc là chắp tay, hoặc là trầm trồ nói rằng: Ồ Bồ Tát Địa Tạng quả là một vị đại Bồ Tát, Ngài thật là từ bi, lại còn có thần thông diệu dụng nữa, thật là bất khả tư nghị. Hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ. Có người trông thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì sanh lòng luyến mộ, không đành lòng bỏ đi, cứ đứng mãi ở đó mà lưu luyến ngắm nhìn tôn tượng, đến nỗi quên ăn quên uống, quên hết mọi chuyện. Đây cũng giống như người đã say mê, ham thích một việc gì rồi thì quên hết tất cả những việc khác vậy. Như thế, nếu có người thiện nam hay tín nữ nào khi nghe được danh hiệu hoặc trông thấy hình tượng của Đại Bồ Tát Địa Tạng, liền cung kính chắp tay, thành tâm khen ngợi, hướng về tôn tượng mà cúi lại, quyến luyến không rời, thì người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Tất cả nghiệp tội trong 30 kiếp của người đó đều được tiêu trừ. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này. Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng: Giả sử có kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và hành thập thiện, có thể dùng 7 màu sắc để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng đất sét để nặn tượng Bồ Tát Địa Tạng, khắc chạm tượng Bồ Tát Địa Tạng trên đá, dùng nhựa để đắp tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng sơn để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng vàng bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc dùng đồng hay sắt để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng. Rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33, trời Đao Lợi, 100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Nhờ công đức lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà người đó mãi mãi không bị đọa lạc vào đường ác. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. Khi các thiện nam tín nữ ấy đã hưởng hết phước báo ở cõi trời rồi và phải sanh trở lại về cõi người, thì họ sẽ được sanh làm vua, làm chúa. Cho nên những vị quốc vương trên thế gian hiện nay đều là những người trước kia đã từng cung kính lễ lại Địa Tạng Bồ Tát. Ngay cả những vị tổng thống cũng vậy, họ đều nhờ lúc trước đã lễ bái Địa Tạng Bồ Tát mà có được đôi chút công đức, và họ cũng sẽ không bao giờ đánh mất sự lợi ích lớn lao nhất này. Thank you.
哈哈哈，问什么的说呵。